Ồ, con đất rồi. À, con đất hả? Bé nhà tôi đang bị nấc. À, các cụ thường có một cái mẹo chữa nấc cho trẻ em rất là tốt và hiệu quả. Thì sau đây tôi áp dụng chữa nấc cho bé nhà tôi, các bạn sẽ thế nào nhé. Khi mà trẻ bị nấc thì là các bạn sẽ cố gắng làm cho trẻ bực mình, nghĩa là tức giận. Sau đây tôi sẽ cố gắng cho bé tức giận bằng cách là cho nhìn với mẹ. À, bé vừa nhìn với mẹ. Khi nào mà bé khóc thực sự thì sẽ hết nấc. Rồi. Vâng, các bạn quan sát nhé, là khi mà bé vừa nhìn thấy mẹ ở dưới kia xong thì mẹ không lên đón con, hay là bé khóc. Và bây giờ sẽ không còn nấc nữa. Ê, đi, 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 đi. Hết nấc rồi, hết nấc rồi. Xong. Hết nấc luôn nhỉ con nhỉ. À. Bố xin lỗi, bố xin lỗi còn làm con tức giận nhé, làm con bực nhé. Đấy. Bé đã hoàn toàn hết nấc. À, các bạn nếu mà thấy cách này hay thì chia sẻ để cho các mẹ bỉm sữa cùng có kinh nghiệm để chữa nấc cho bé nhá. Ba bố con xin chào các bác. À, mẹ kìa, mẹ kìa, mẹ lên đón con kìa. Đi nào khóc đi. Đi nào khóc nhà đấy. À đi bố bé, bố bé. Bố ra. Chào các bác ấy, con chào các bác ấy. Chú chào các bác ấy con. Ba bố con chào các bác. Hết đất rồi nhá, bố bé bố bé.